영원한 밤 잠은 우리 방에 우리 가져를 What can we say 매번 아빠도 외치는 love 자치드드드드드 Now 모두 거들고 어차피 전화지 전화 또 스타플라파트라카드 내가 I don't care, doing over and over 네 세상 속에 너만 있으면 돼 But we were born to be loved Yeah, we were born to be loved Yeah, we were born to be loved Oh, oh, but why we still looking for love? My exes know no damn rings They'll slam the stone, they'll let the leg alone They don't wanna be a prince, I'm prince, I'm a prince I'm never on my life, life is a drug that I quite not talk to my life for the worst I'm mad at them, I need you to move 불안한 내 눈빛 속에로 담아 아프더라도 너만 있으면 돼 Now look at me, look at you, now look at me Look at you, now look at me You got a little bit all and that's so honey to bang you and bang them up so running come again something I got dream back but a rub van down what's up I'm right bank bang a sweater cock bake revenge you drink 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 boom blah 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 like that me so to team yo I kiss you goodbye she copy usara korjonika ije noi hana dul set baka win baka boom 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 내게 이리 채를 추락했던 날 어두운 나는 속에 갇혀 있던 날 그때 눈에 너는 그네야 했어 Hit me Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đấy, thấy Hunter chốt rồi thì mình sẽ pick luôn nhân vật nữ điều phối nha. Phải đánh nhanh rút gọn, không là sử dụng phấn khích là rất là hụt hẫng luôn. Và các bạn có thể sử dụng cái mèo này để có thể là tạo bất ngờ cho Hunter nha. Chứ nhiều khi mà các bạn sử dụng những cái nhân vật mà kiểu gây ra stun ấy, trời ơi, mỗi lần bắn mỗi có một phiên súng thôi mà nó bật phấn khích lên thì rất là tiếc đấy. Chưa kể là những nhân vật mỹ nhân này các thứ nữa. Đấy, các bạn cứ chọn những cái nhân vật mà chuyên gây stun ấy. Đầu game thì cứ bích đại ba cái nhân vật mà tầm thường đối với suy nghĩ của họ thôi đấy, đấy. Chờ đến khi Hunter chốt rồi các bạn cứ chọn tiền đạo này, mỹ nhân này, ui dồi ôi, nữ điều phối này. Trời, đã cực kỳ luôn, phê cực đã luôn. Nên là các bạn cứ thoải mái. Rất là nhiều cách để các bạn có thể là tạo áp lực lên Hunter, áp lực hơn nữa là cai thử 5 máy coi. Ui dồi ôi, chết là cũng sướng các bạn. Chết mà kiểu giống như là tạo lại dấu ấn riêng cho lịch sử vậy đó. Nhà nhà người người đều sẽ cho các bạn có một cái gọi là vinh danh. Ngày hôm nay tôi cai 5 máy đấy. Hoặc là bạn bè mà thấy các bạn cai như thế bảo ui thằng này VIP bờ rồ, cai 5 máy đỉnh cao của team đấy. Là bữa sau mời luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải gọi là dề dà bất kỳ những hình thức nào luôn. Thấy bờ rô là mời vào trận liền. Nên ngày xưa chơi mấy cái trận giống như là Guni hay là kéo phó bản ấy, mình... Ủa, này gặp Hunter mới à. Mình mới level 9, hồi đấy mình nhớ mình mới level 9 mà lúc đấy là thực sự ra là không có thời gian cày cuốc, một ngày bắn 1-2 trận cho vui thôi. Cầm cái phi tiêu mọi người. Ủa, ông nội tù nhân ống 5 giây, thật sự muốn hiến luôn. Nhưng mà gặp Hunter này thì dĩ nhiên là súng của mình nó cũng không có tác dụng mấy. Thôi từ từ cứu, mệt quá. Cai có 5 giây làm biến cứu. Hồi đấy là lúc nào cũng kiểu năn nỉ mấy anh level cao kéo dùm phó bản. Là vương cục gà chứ xong người lại chậm. Kiến địa ngục cái gì, chả biết kiến gì luôn. Trời ơi, có khi mình bắn cho phát. Ồ, hay quá. Các bạn cứ đi khoảng 3-4 giây ấy, đảo cam nhìn xem nó có đảo hướng nào. Đấy, quẹo trái, quẹo phải, quẹo lên, quẹo xuống, đấy, hướng đông tây nam bắc. Người ta nói là bốn hủi rổ cái ông tù nhân. Người ta nói là bốn phương tám hướng mà đúng không?
tổng cộng là hết 12 hướng, cứ đảo hướng nào thử đảo, đừng có đi thẳng quá. Hồi đấy là lớp mình có một đứa cộng lên 12, 4-5 đứa con trai tụ nhau, nói chung là nó nghỉ học cũng khá là nhiều. Đó, trời ơi, một mình nó kéo phó bản hết nguyên một cái lớp. Công nhận lúc đó, năm đó thời gian nó chơi rất là vui, còn bây giờ thôi rồi. Ba cái tiền tỷ nạp rồi chắc đại gia chơi, chứ dân bèo bọt như mình không biết chơi cái gì luôn. Mà kể cả có đại gia nào mà cho mình khoảng 4-5 tỷ đi, mình nạp vào cái guni đấy, mình thực sự không biết là mình sẽ phải nạp vào mình mua cái gì luôn. Nó nhiều chức năng quá, thật sự mệt. Ô mà hình như cái trò guni này là cái trò tuổi thơ mà mình nói rất là nhiều clip rồi. Nhai tới nhai lui cũng nhiều đó. Cái thằng già này mệt ghê. Rồi chạy đi. Làm ơn please, chạy đi please. Please, chạy đi, nằm nỉ luôn please. Trời ơi, tôi thấy cái màu này dễ chết lắm này. Ráng cài đi please, một máy nữa thôi please. Liên khúc please. Mong ra một cái kim tiêm cũng được, đỡ phải nhờ đồng đội đi hiêu. Thôi xong ông tù nhân rồi. Con này muốn body block cũng chả được ấy, thật sự luôn. Rất là phí, để cho đồng đội tự gục đi. Cũng rất là may ra kim tiêm, lấy làm lúc chê vậy thôi. Chứ thực sự ra khi mà bị thương rồi, kim tiêm nó quý lắm các bạn. Mình cũng là một trong số những người hay chê. Đầu game mình muốn kiếm là cái gì ngon ngon để mà chơi, mà cứ ra kim tiêm cũng khá là hụt hẫng. Không biết ai sẽ là con mồi tiếp theo đây, nhưng mà cũng mong là đừng có mình, đừng là mình là được. À, bartender. Ố, nổ quá nhanh, quá nguy hiểm luôn, máy cuối rồi. Rồi, kiếm tiếp đồ chơi. Hôm nay mình học có 2 tiết à. Trời ơi, cuộc sống của mình xung quanh cũng chỉ là vậy thôi. Ngủ buổi đêm nhá. Sáng dậy đi học, không học thì ngủ. Đấy, trưa đi học, đấy vậy thôi. Cũng chẳng có cái gì mới cả. Cuộc sống của mình chỉ thế thôi, cho nên là nhìn nhận mọi thứ nó cũng chỉ xung quanh việc học. Và clip của mình cũng chỉ xung quanh việc học. Cái gì cũng học, học, học. Nên là mọi thứ cũng đều là học trong cái clip của mình. Ngày xưa thì còn ở nhà, tiếp xúc được nhiều người. Dĩ nhiên là mọi thứ nó sẽ có rất là nhiều chuyện để mà chơi, mà kể cho các bạn nghe. Mình cũng chả có ra đời nhiều, nên là đôi khi công việc những ba cái chuyện linh tinh của mình nó cũng rất là hạn chế. Chả biết kể gì luôn, thật sự. Rồi, khỉa con robot ra đây. Rất là may tự nhiên khỉa được cái con robot. Nó kem luôn rồi. Có nên ra heal không nhỉ? Ra chọc cho một cái đi. Lát nữa là hai đứa. Ui chết 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 chết. Ui may quá. Rồi đẹp. Ok, nổ máy, nổ máy luôn, nổ máy luôn. Từ từ hả? Mình hồi hộp quá thật sự luôn. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi. Tại ông Snow là ông có mang 69 chứ ông không mang nhánh 3, khổ vậy đó. Lên cái nhánh này thì Kai với lại chị Thương rồi cái gì cứu người rất là tốt, nhưng mà cuối game hơi tù một tí. Nhưng mà các bạn lên không lên nhánh 3 thì cũng phải báo cho đồng đội biết nhé, để họ chủ động họ nổ cái máy luôn, phải chờ đợi mất thời gian. Xong rồi bay ạc ông Snow rồi. Úi chờ, cuối game này nó chảy máu nhanh lắm, không bò kịp. Giờ chém mình cũng vậy à, mình cũng bò vô được rồi. Phải chi mà ông Snow ông chết ngay cái cổng thì ngon quá. Ok, mình quay trở lại với trận đấu thứ hai, cũng là cái map này luôn. Thật sự rất là thèm cái map động khoáng lấp lánh với cái ba cái nhà thương có cát trắng, mà cái tỷ lệ nó ra rất là thấp, mình không hiểu lý do vì sao luôn. Đó, chuẩn bị đến Tết rồi cũng sẽ có map mới, tất cả 500 anh em chuẩn bị là mù map tạm thời.
nhìn nó khá là đã đúng không? Thực sự luôn. Đây chính là thợ máy dính kẻ hầu rồi. Ngày xưa mình cũng hay nhắc các bạn chơi đảo cam các thứ ở giai đoạn đầu game, nhiều khi đến quick đúng không? Giờ thì kiểu đúng người khá là quen thuộc rồi. Ôi, mechanic cai tốt chứ không? Các bạn thấy không? Không có bị mất máu. Thường thường là khi mà Rimwick tạo hầu là kiểu gì cũng sẽ bị ăn một máu thì mới có khả năng bắt sống. Sự level cao nhất trong thời gian có thể thì mới ngon được. Còn bây giờ thì giải máy cũng gần được một nửa, vẫn chưa đánh được là ngon. Ôi, vừa nói xong, mất hầu, đánh lấy hầu phụ đánh à. Quay đi quẩn lại, bây giờ đã 14 rồi. Trời ơi, 14 tuần này là dính vào thứ 5 hả? Hay thứ 4, thứ 5, thứ 6 gì đó. Theo cuối cùng học thêm 2 tuần nữa. Mùa nghỉ Tết nồng nàn. Xong rồi đến ngày mùng 1 là bắt đầu lì xì. Trời ơi, xìa tay ra. Cháu cảm ơn, con cảm ơn. Sau ngày mùng 1 là bắt đầu là buổi tối khoảng 8-9 giờ về nhà bắt đầu là ngồi vạch xé từng phong bì lì xì ra giống y như là xé mấy cái thiệp đám cưới thế. Tổng kết lại bao nhiêu. Trời ơi, nghĩ tới cái mùi tiền nó thơm mọi người. Thơm cực kỳ luôn. Mà không biết mấy phụ huynh các bạn sao, nhưng mà kiểu nhiều người sẽ giữ nha. Phụ huynh giữ dùm cho đấy. Úi dồi, cái con... Ui, nó bước qua đời nhau. Lấy cái ấn này luôn. Rương quyết lên cái nhánh soi tà đạo. Cứu làm sao đừng có để cho nó thấy. Khi nó đào hầu thấy hết lung tung thì mình rất là khó để cứu. Ghê á. Ô, bác sĩ nhánh 6 kìa. Ui, may quá không đuổi. May quá, may quá. Ngày xưa mình ở ngoài Bắc, ngoài quê là lì xì 2.000, nhà nào đại ca lắm là 10.000. Lúc đó 10.000 còn xài 10.000 tiền giấy chứ không phải polymer đâu. Thời mình là như thế, 10.000 tiền giấy màu đỏ đỏ. Bạn nào có nhu cầu biết thì có thể là search Google là chắc chắn cái hình nó vẫn còn. Hồi đó còn có 500.000 tiền giấy, 100.000 tiền giấy, nhìn rất là vui. Bây giờ các bạn thấy tiền bây giờ chủ yếu là mấy cái bạc lẻ thì xài bằng giấy rồi. Còn những đồng tiền mệnh giá chẵn giờ đi bắt đầu là polymer rồi. Nó rất là khó để rách. Dính mưa hay là dính nước, thứ đồ thì nó cũng an toàn. Ngày xưa ông nào mà gom khoảng 400-500 tờ, 500.000, 100.000 bỏ vào thau để giặt đồ là xong xuôi rồi. Tờ nào bay tờ đó luôn, không phải khóc lóc. Ghê, robot mechanic được việc vãi. Cứu không biết luôn. Cứu không hề biết luôn. Nhe nhe nhởn nhởn bắn cho phát. Giờ cái hầm ngay đây luôn này. Bọn mình chơi con với nhau cho nên là... Ui chết rồi, tốc biến ấy. Tốc biến này, tốc biến này, tốc biến này. Ui dồi ôi. Bắn luôn chứ không phải chần chờ để cho máy chạy. Hay quá, nổ máy luôn rồi. Ê, đứng yên mình xóa hầu cho. Chiaki, đứng im. Rồi xong. Rồi cái con hầu nó đứng đi qua mình. Chắc chắn là bà Rimwick bà điều khiển cái con hầu đó đang đi theo Chiaki luôn. Mechanic ấy. Ui dồi. Đi đuổi Mechanic thì không đuổi. Các bạn xóa hầu 99 thôi nha, đừng xóa hết. Xóa 99 thôi. Ô, thợ máy thoát rồi, họa sĩ thoát rồi kìa. Nó sắp có tốc biến rồi. Mình quá rành ba cái trò này. Mình quá hiểu mấy cái trò của Rimwick nên là không ngại lắm, không ngại vấn đề này lắm. Nhảy hầm nha, bắt đầu đi kiếm hầm nhảy. Ok, đẹp rồi đó, bắt đầu đi nhảy hầm. Tốc biến này, nó đang tốc biến đấy. Đây, 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 thấy không, thấy không? Đi sát tường chắc chắn chỉ có tốc biến thôi. Đuổi chị mày hả?
Đuổi chị mày hả? Từng dễ hả? Nhảy hầm thôi. Ok. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Và nếu bạn thích đừng quên hộ channel của mình. Và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Bye bye.